Cắm trại sang chảnh, glamping là một khái niệm mới kết hợp giữa glamorous, hào nhoáng, xa xỉ và camping, cắm trại. Đây là trải nghiệm độc đáo mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa việc cắm trại truyền thống và tiện nghi sang trọng của một khu nghỉ dưỡng. Hình dung mình bạn được thư giãn trong chiếc lều lớn với đầy đủ tiện ích giữa không gian thiên nhiên tươi đẹp. Sau một kỳ nghỉ hè dài, lễ 2/9 đang đến gần. Đây là thời điểm lý tưởng để các gia đình sắp xếp những chuyến du lịch ngắn ngày, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc thú vị trước khi năm học mới bắt đầu. Dưới đây là những lựa chọn từ diễn đàn Rủ Nhau Cắm Trại, nơi có hơn 194.000 thành viên tham gia và chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi trình bày những điểm đến tương đối gần Hà Nội, phù hợp cho những cuộc chuyến kéo dài 2 ngày, di chuyển bằng xe tự lái và có khoảng cách không quá 100 km. Trước kỳ nghỉ, một số địa điểm vẫn còn nhiều lều trống cho bạn lựa chọn. Sao Sao Morgan Camp và Retreat, Thái Nguyên, Sao Sao. Nằm tại huyện Đại Từ, cách núi Tam Đảo chừng 80 km và Hà Nội, Morgan Camp và Retreat đem đến trải nghiệm cắm trại đầy mới lạ. Du khách có thể tận hưởng không gian trong lành, thư thái bên trong rừng, thậm chí leo núi hay lội suối để cảm nhận sự mát mẻ của thiên nhiên. Nơi đây cung cấp hai phương thức cắm trại. Ngoài việc có sẵn 11 lều cắm trại theo phong cách glamping, mỗi lều phục vụ từ 2 đến 4 người, du khách còn có cơ hội tự mang lều đến và cắm trại theo phong cách camping. Dịch vụ cắm trại tại Morgan Camp và Retreat bao gồm địa điểm cắm trại và các tiện ích như điện nước, nhà vệ sinh và nhà tắm nóng lạnh. Dịch vụ glamping thú vị hơn khi cung cấp lều cắm trại sẵn có, bên cạnh đầy đủ tiện nghi như chăn, ga, gối, đèn, quạt, bếp, bàn ghế và đồ ăn. Giá cả linh hoạt, dao động từ 400.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi người mỗi đêm, phụ thuộc vào dịch vụ bạn chọn. Sao Sao Trốn Glamping The Retreat Space, Thái Nguyên, Sao Sao. Nằm bên bờ hồ Gành Chè, Trốn Glamping, xu hướng độc đáo mang tên gọi kết hợp giữa glamorous, hào nhoáng, xa xỉ và camping, cắm trại, đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên hoang sơ. Tại đây, có tổng cộng 9 lều với đầy đủ trang thiết bị. Lều lớn nhất có thể chứa khoảng 10 người và các lều khác có sức chứa từ 3 đến 6 người. Giá qua đêm dao động từ 1 đến 4 triệu đồng tùy thuộc vào lều và dịch vụ. Ngoài việc cung cấp những lều đẳng cấp, Trốn Glamping còn đem đến nhiều dịch vụ phụ trợ hấp dẫn như tham quan hồ bằng tàu, tổ chức các hoạt động tập thể, tiệc BBQ và câu cá. Để đến Trốn Glamping, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy. Đối với lựa chọn đường thủy, du khách có thể dừng chân tại Gành Chè Farmstay và tiếp tục bằng tàu để đến Trốn Glamping trong khoảng 15 phút. Hoặc bạn cũng có thể chọn cách di chuyển bằng đường bộ từ Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn đi vào xóm lát đá của xã Bình Sơn, cách đó khoảng 4 km. Sao Sao Flamingo Đại Lải Resort, Vĩnh Phúc, Sao Sao. Không chỉ là một khu resort và khách sạn, Flamingo Đại Lải Resort tại Vĩnh Phúc còn cung cấp không gian cắm trại độc đáo trên đảo Hoa Hồng giữa hồ Đại Lải, còn được biết đến với tên gọi By the Lake Camping. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ glamping trong ngày hoặc qua đêm. Dịch vụ glamping trong ngày tại đây bao gồm lều trại tiêu chuẩn và nước suối. Giá vé cho người lớn là 250.000 đồng và trẻ em 2 đến 12 tuổi là 175.000 đồng mỗi người. Đối với dịch vụ glamping qua đêm, du khách được cung cấp lều trại, bữa sáng, bữa tối BBQ và nước suối. Giá vé cho người lớn là 890.000 đồng và trẻ em là 630.000 đồng mỗi người. Sao 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 Đen Camping Ba Vì, Hà Nội, Sao Sao. Sao Đen Camping tọa lạc tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, cách Hà Nội khoảng 50 km tương.